nào. Chè chè chôn lẻ. À nó bị toàn bọ phong bị viêm ấy nó. Hả? Toàn bọ phong. Cầu này như là tên cái cầu ăn tức. Ở bến đá. Ở bến đá ăn thật cô. Kinh này là kinh cái me mà. Ở phía sau lưng á là xã Lương Phi. Chạy qua đây á là xã núi Tô. Cái núi đằng trước á là núi Cô Tô á. Ở cái đoạn đường từ Tri Tôn mà chạy theo kinh cái me về dầm rầy á, dầm rầy 8000 á, nó có ba cây cầu như nè. Ba cây cầu bắc ngang kinh cây me. Cái cầu này là cầu An Tức, rồi bên quẹo tay trái đi dầm rầy á nó còn hai cây cầu bắc ngang vậy nữa, cây cầu Lương An Trà với cây cầu cầu kia không biết tên gì quên nè. Giờ còn cỡ hình như là 10 hộp đem đi qua. Nói chung thì ở miền Tây không có sợ thiếu lúa, chỉ sợ thiếu tiền mua lúa rồi, sợ gạo nó lên giá thôi, chứ còn lúa thì quanh năm suốt tháng, cứ dài 3 tháng là có một vụ lúa. Ở miền Tây mà đói nữa thì chắc nhiều nơi đói rồi đó. À, nhưng mà bây giờ thì cũng có đói là do mấy người ta đi ta bỏ ruộng đồng ta đi lên làm việc ở trên khu công nghiệp á, rồi khu công nghiệp nó bị bệnh như thế này nè, nó bị bệnh Covid lây lan đó. Rồi hãng xưởng nó đóng cửa, rồi dân ở dưới quê đi lên đó làm mất việc. Rồi có đứa thì nó cũng bị dính bệnh Covid nữa. Có nhiều đứa nó đi lên chảnh nó làm rồi bị dính bệnh Covid là không về luôn, là bỏ mạng trên đó luôn. À, không bỏ mạng thì cũng mất việc, thì cũng đói. Thì nếu mà mấy đứa đó mà nó ở trên khu công nghiệp mà nó đói thì ở dưới quê này là cũng đói. Tại vì nó đi làm ở trên đó nó gửi tiền về nuôi gia đình ở dưới quê nè, cha mẹ với con cái tụi nó. Mà nó không có tiền thì ở dưới quê cũng đâu có tiền, nó đâu có gửi, tụi nó đâu có gửi về đâu mà có tiền. Hả? Bây giờ ở tình trạng này thì cũng có nhiều gia đình đói là tại vì con cái nó không có gửi tiền về, thì không có tiền, đâu có tiền mua gạo. Mà gạo ở miền Tây thì không có bao giờ thiếu. Hả? Chỉ thiếu tiền mua thôi chứ gạo là không có thiếu rồi đó. Cái vấn đề mà kinh tế là nó ảnh hưởng dây chuyền. Không có tiền của mấy đứa nhỏ nó làm việc ở trên khu công nghiệp gửi về để giúp đỡ gia đình đó, thì gia đình ở dưới quê không có thu nhập, cũng đói. Mà như các bạn biết rồi, ở tất cả các vùng quê đó, từ ngoài Bắc vô miền Trung rồi vô tới miền Nam đó, là dân nghèo ở dưới quê là người ta đi làm việc ở các khu công nghiệp. Mà các khu công nghiệp nó bị dính ba cái vụ bệnh Covid này là coi như là mất việc, không có việc làm. Rồi không có tiền gửi về quê. Mà đặc biệt là những cái khu công nghiệp ở trong phía Nam này á, thì bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn ngoài Bắc với ngoài Trung thì nó cũng có, nhưng mà tạm thôi.
Mà đến giờ lúc này thì đỉnh dịch Covid nó qua rồi, nó cũng ít lại rồi, nhưng mà bà con chịu không nổi, bà con có dịp bà con chạy về quê. Về quê có cá ăn cá, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Nhìn cái cảnh mà bà con chen chúc nhau lái xe máy về quê thấy tội lắm. Nhất là mấy hộ mà có ở chỗ cho cơm á, hình như là người ta cho quanh năm suốt tháng đó. Nhưng mà tôi mới phát hiện đây thôi. Hồi lúc mà có chỉ thị 16 á, tôi mới phát hiện thôi, tôi mới xin cơm ở đó về. Để xin về rồi tôi mới bổ sung thêm trứng, có khi để trứng, có khi để thịt, thịt gà hay thịt heo, nhiều khi để chả, để xúc xích. Đó, mình thay đổi nha, để cho bà con. Nhưng mà tôi thì không biết cho được tới bao giờ, nhưng mà cũng muốn hết tiền rồi. Thì còn được 1 triệu mấy vậy. Cũng cho chắc cũng được, ít nhất cũng được từng lễ nữa. Rồi chừng nào có tiền nữa thì đi xin cơm làm tiếp cho bà con, chở đi cho bà con. Còn hết tiền thì thôi, hết tiền thì mình cũng ngưng. Mà khi nào mình ngưng mình xuống báo cho chỗ người ta cho cơm á, mình báo là mình ngưng lấy để cho người ta đừng có nấu nhiều. Sợ người ta, tại mình lấy lần tới 50-60 hộp, thành thử ra nhiều khi mình không báo người ta, nó không báo người ta trước, sợ người ta làm rồi nó thừa ra rồi bỏ nó uổng. Mà tôi thì dự kiến là chắc cũng cho cơ khoảng từng lễ nữa, ít nhất được từng lễ nữa. Bây giờ thì giảm đi phía bên Châu Lăng, bắt đầu cho bên phía An Tức một lần. Ở bên An Tức này hồi lúc mà bị giãn cách xã hội á, mình không có chở qua đây được. Bây giờ thì nó hết giãn cách xã hội, nói lại là nó nhẹ nhàng hơn rồi, mình đi đứng được á, thì mình đi qua đây. Cái thứ ấy đó ta, cái thứ ấy luôn nè. Bằng nào ơi, bông phổ nữa. Ai ọc nữa thì ai ta nè, cái đây cái đâu. Ở đây người ta ở ấp, ở xã người ta phát gạo cho bà con nghèo. Ở đây cũng được, có phát gạo bà con cũng đỡ. Mà nói chung thì chắc cũng phải, ít nhất cũng phải phải giúp bà con 3 tháng nữa. Mà sau 3 tháng đó cũng chưa chắc là bà con thoải mái đâu. Tại vì mấy đứa nhỏ nó nghỉ, nó chạy về quê nè. Nó chạy về quê ở đâu có thu nhập. 3 tháng nữa cũng chưa chắc. 3 tháng nữa là tình hình an ninh ở địa phương, ở trong tình hình an ninh ở mấy cái làng quê này chắc hơi căng nè. Tại tụi nó, mấy đứa nhỏ nó về nó không có việc làm đó, rồi sinh ra đủ thứ chuyện nữa đó. Ôi ai cười ấy, cắt đa cho đa la vậy. Hay thích chơi diều cánh đồng xanh có non mọc ngút ngàn. Vai mây say, hộp đa nở. Đã đâu? Ngày đi chơi anh nhỉ? Hãy chung quá. Ngồi lưng
cái này ở dưới làng dưới á, là cái làng cũ, là dân ở dưới người ta khá giả hơn dân ở trên này. À, thành thử ta ở đây để trồng rau, trồng thấy nhiều ở dưới ta cần nên ta lên đây ta mua. Này, một hôm lúc ban mua nên ta phải là na cha cha nó cắt o mó tới tục tịch tiết nó về nơi hải. Tớ ấy ấy tớ ấy vô chẳng hạn từ từ bậc khen lúc luôn con bạn bạn đây ta. Hãy đo tiết tiết lại từ bậc khen lúc phải phải lô phong nó tha bỏ ôn nó phun lơ này kia mến. Vô vô ở xa lớn cái tiết vô ta khoa hộp sai tròn mới bóng ôn mưa miền sai vô mà tròn ở bia sủa sủa lên tinh mới anh ấy ấy bừng miền bao vô máu đạo sủa mà anh ấy bừng miền bao miền bao phải chọ châu. Ai biếm ai ai biếm đó ai sợ kẻo anh ăn ao chứ đấy nè.